hôm nay mình xin giới thiệu với bạn các dịch vụ sửa chữa máy chiếu trong công ty VNDC của mình. Thì nói về công nghệ LCD thì thường hư là LCD, men, bóng đèn, bông nguồn, bao ba lát, bấm len và các kiến lọc trong cái hệ thống kính. Còn trong công nghệ DLP thì gồm có đĩa Hallowell, chip DMD, các loại kính, bao nguồn, bao ba lát và bóng đèn. Nói chung là tất cả những linh kiện của về máy chiếu DVD lẫn LCD thì bên mình đều có phân phối và sửa chữa hết.